Theo cập nhật thì ít nơi có mưa từ trưa đến khoảng 13 giờ trở đi thì mưa xuất hiện nhiều hơn. Có nơi mưa nặng hạt như là tại Long An, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Điều này thì thể hiện bằng những vùng màu vàng cam như trên ảnh radar này. Dự báo là đến chiều tối mai thì những cơn mưa dông vẫn sẽ xuất hiện ở cả miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Có nhiều nơi mưa vừa mưa to. Quý vị chúng ta lưu ý là trong cơn dông dễ xảy ra các hiện tượng cực đoan như là gió giật mạnh, lốc và sét. Trước khi có mưa thì sáng và trưa thì trời vẫn sẽ có nắng để quý vị chúng ta có thể vui chơi vào ngày cuối tuần. Tuy nhiên thì lưu ý giữa trưa trời khá nóng. Như tại Cần Thơ, nhiệt độ vào đầu giờ chiều là 33 độ C. Đến chiều tối thì mưa rào có khả năng xuất hiện, kèm theo đó là dông gió mạnh. Tới 19 giờ thì mức nhiệt hạ xuống còn 27 độ C, trời mát. Không chỉ Cần Thơ mà hầu khắp Nam Bộ ngày mai thì đều có nắng. Như tại Cao Lãnh, Vĩnh Long, Thủ Dầu Một, Phước Long và các nơi khác phổ biến với mức nhiệt là 32 đến 34 độ C. Còn tại Biên Hòa, Tây Ninh và Châu Đốc thì nắng nóng với mức nhiệt 35 độ C. Quý vị chúng ta có các kế hoạch ngoài trời tại thành phố đảo Phú Quốc thì cũng nên ưu tiên thực hiện vào buổi sáng khi mà trời nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất ngày mai 32 độ C. Lưu ý về chiều tối thì có mưa dông. Về thời tiết trên biển, khu vực biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang, đêm nay và ngày mai dự báo gió cấp 4, cấp 5, trời mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, độ cao sóng từ 1 đến 2 mét. Quý vị có các lịch trình ra vào đảo ở các vùng biển này thì cần chú ý theo dõi sát thông báo từ bến tàu, nhà cảng để chủ động sắp xếp kế hoạch của mình.